Sáng nay ngày 13 tháng 9 tại trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ Chính trị đã cho ý kiến về đề án thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương. Trước đó ngày 9 tháng 9, Hội đồng thẩm định cấp nhà nước cũng đã thông qua đề án thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương với 17 trên 17 phiếu tán thành. Hội đồng thẩm định thống nhất đề nghị cấp có thẩm quyền thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế và thống nhất với phương án sắp xếp thành lập chín đơn vị hành chính trực thuộc thành phố Huế trực thuộc Trung ương gồm hai quận, ba thị xã và bốn huyện, 133 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 8 đơn vị hành chính cấp xã.